Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Khổ qua thanh nhiệt, giải độc, sáng mắt. Khổ qua được gọi là insulin thực vật. Nó có giá trị làm thuốc rất cao. Nghiên cứu khoa học còn khám phá khổ qua có tác dụng chống khối u. Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng, là một cây dây leo mọc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khổ qua có tính hàn, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, sáng mắt, giải độc, lợi niệu, lương huyết. Do có chứa alkanon nên khổ qua có vị đắng. Chất này không những kích thích thần kinh vị giác, tăng sự thèm ăn mà còn tăng nhu động ruột, giúp ích cho tiêu hóa. Trong khổ qua có chứa chất tựa như insulin, có tác dụng hạ đường huyết thấy rõ. Chất này thúc đẩy phân giải đường, có tác dụng chuyển hóa phần đường thừa thành năng lượng. Vì vậy, giúp cải thiện cân bằng chất béo trong cơ thể, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh đái tháo đường. Khổ qua có chứa protein với hoạt tính sinh học và vitamin B17. Người dùng thường xuyên sẽ nâng cao chức năng miễn dịch cho cơ thể, phòng chống ung thư. Vị đắng đặc thù trong khổ qua ức chế trung tâm thân nhiệt cơ thể, có tác dụng giải nhiệt, chống say nắng. Nấu khổ qua để tắm rửa có công hiệu thanh nhiệt, giải ngứa và trị rơm sảy. Những người say nắng, phì nhiệt, đau mắt đỏ, đái tháo đường, kiết lỵ, mụn nhọt thì rất thích hợp khi mà dùng khổ qua. Người tỳ vị, hư hàn thì nên kiêng dùng. Và những lợi ích thức sức khỏe của khổ qua. Đầu tiên, nó trị ung thư vú. Theo một tờ báo của các chuyên gia thuộc Đại học San Luis đã tiến hành thử nghiệm và nhận thấy một chiết xuất từ trái khổ qua có tác dụng giết chết các tế bào ung thư vú, ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của bệnh. Đây là lần đầu tiên người ta phát hiện chất chiết xuất từ khổ qua có tác dụng tốt trong việc điều trị ung thư. Khổ qua giúp trị đái tháo đường. Khổ qua có thể giúp điều trị đái tháo đường, đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Học viện Y khoa Thượng Hải. Theo hãng tin, thì các chuyên gia đã sử dụng 1 tấn khổ qua để chiết xuất ra 4 hoạt chất. Kết quả nghiên cứu của họ cho thấy, 4 hoạt chất này đều có tác dụng hoạt hóa enzyme AMPK. Từ đó sẽ giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất và giảm lượng đường glucose trong máu. Lâu nay, người ta thường dùng thuốc để kích thích AMPK hoạt động ở các bệnh nhân tiểu đường, nhưng việc sử dụng thuốc thường gây ra những cái tác dụng phụ. Và ưu điểm của khổ qua là không để lại các tác dụng phụ. Khổ qua làm giảm mập và dưỡng da. Trong khổ qua có những hoạt chất có tác dụng chống lão hóa và nhất là giúp giảm béo phì rất là hiệu quả. Vị đắng trong khổ qua có thể kích thích đường ruột, ngăn chặn việc hấp thụ một lượng lớn các thức ăn có chứa dầu mỡ và đường cao, đồng thời đẩy mạnh việc hấp thu các chất dinh dưỡng có ích cho cơ thể, tiết ra một chất khống chế sự thèm ăn, giảm mập, giúp cho phụ nữ dưỡng da, giữ dáng trẻ và đẹp hơn. Ngoài ra, khổ qua còn tăng cường sức khỏe cho gan. Ăn khổ qua có thể kiểm soát tổn thương oxy hóa vì nó có thể ngăn chặn sự tích tụ chất béo và cơ chế peroxy hóa lipid. Điều này sẽ làm chậm quá trình chết tế bào do viêm gây ra trong gan. Nó cũng tăng cường hệ thống chống oxy hóa của cơ thể, tức là các enzyme nội tại như caslase. Hơn hết, chiết xuất từ mướp đắng gọi là khổ qua có thể ngăn chặn tổn thương gan do uống rượu mãn tính. Giảm táo bón và bệnh trĩ. Khổ qua giúp đi tiêu dễ dàng. Nó là một chất kích thích tiêu hóa và nhuận tràng đã được chứng minh. Bệnh nhân bị trĩ có dấu hiệu cải thiện cho khi họ được sử dụng chiết xuất lá mướp đắng trong điều trị. Khổ qua còn kích thích các tế bào ruột của bạn tiết ra nhiều dịch tiêu hóa, giúp tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và tốt hơn. Bằng cách ngăn ngừa táo bón,
Khổ qua làm giảm áp lực lên các tĩnh mạch bên trong của búi trĩ, cản trở nhiễm trùng xoắn khuẩn. Nhiễm dung xoắn, bệnh do dung ký sinh, do sáng lá, dung tròn, sáng lá ảnh hưởng đến người và gia súc. Chiết xuất từ các bộ phận khác nhau của khổ qua cho thấy hoạt động tẩy dung sáng. Khổ qua có thể làm tê diệt chúng và phá hở cái hoạt động hệ thống mạch máu và thần kinh của chúng. Các chất phytochemical này có thể hạn chế sự di chuyển và tồn tại của ấu trùng dung. Ăn khổ qua có thể làm giảm tải lượng dung trong cơ thể của bạn và cuối cùng ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng dung sáng. Giúp điều trị hen suyễn. Uống nước ép khổ qua thường xuyên có thể sẽ giúp chữa ho mãn tính và những vấn đề liên quan đến hô hấp bằng cách loại bỏ đờm tích tụ trong đường hô hấp và phổi. Nước ép khổ qua là một phương thuốc hữu hiệu điều trị hen suyễn và nhiễm trùng phổi. Thanh nhiệt cơ thể. Khổ qua có tính hàn, vì thế khi sử dụng nước ép này sẽ giúp cho cơ thể thanh mát, giảm nóng trong người. Hơn thế nữa, uống nước ép khổ qua còn giúp cơ thể giải độc và phòng chống được một số bệnh nguy hại cho cơ thể. Cải thiện làn da. Khổ qua giúp thanh lọc máu và có thể ngăn ngừa sự lão hóa sớm. Nó còn giúp bạn loại bỏ các nếp nhăn xuất hiện trên da. Do đó, nước ép khổ qua tạo nên một chất khử độc, làm sạch da, ngăn ngừa các ổ vi khuẩn trên da. Giúp sáng mắt, lọc máu. Ngoài lượng vitamin C dồi dào thì vitamin A có trong khổ qua sẽ giúp tăng cường thị lực cho bạn. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa có trong nước ép khổ qua còn giúp chống lại các gốc tự do gây hại và lọc máu cho cơ thể. Lưu ý, không nên để nước ép khổ qua ở môi trường bên ngoài quá lâu, vì khi đó nước sẽ không còn sử dụng được nữa. Không nên cho muối vào nước ép khổ qua vì sẽ làm giảm chất lượng của nước khi bảo quản. Cách bảo quản tốt nhất là bỏ vào tủ lạnh nếu không sử dụng nữa. Thời gian bảo quản kể từ 3 đến 5 ngày. Thời gian tốt nhất khi sử dụng nước ép khổ qua là vào buổi sáng sau bữa ăn và nên cách 2 đến 3 ngày mới uống một lần để không bị phản tác dụng. Đó là những công dụng của trái khổ qua và nước ép khổ qua, rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta ha các bạn. Đó là những cái lợi ích mà mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào tạm biệt các bạn.